Xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Thằng Mập Food của Mập nha. Cả nhà ơi, hôm nay Mập quay ban ngày cả nhà. Hôm nay Mập ăn mì cay, siêu cay, xúc xích với lại cá viên phô mai bữa ăn mà bữa Mập làm còn dư trong tủ lạnh á. Rồi với lại Mập mua xá xíu thêm nữa cả nhà. Trời, xá xíu nhìn hấp dẫn lắm nha. Mời cả nhà thưởng thức với Mập nha. Cái này là kim chi nè. Chưa khui ra luôn. Mời cả nhà thưởng thức với Mập nha. Đây nè cả nhà. Mì này ha, Mập làm 4 gói nè. Ở dưới đây có bắp cải tím nè. Mì siêu cay cả nhà. Dễ mua. Đó. Rồi trong đây có 8 9 cây xúc xích gì nè. Rồi phô mai, ở cá viên phô mai viên nữa. Hôm nay ăn đầy ắp luôn. Không biết ăn hết không nữa. Mà Mập làm Mập đó con mắt cho Mập làm nhiều á. Nghĩ là mình sẽ ăn hết nhưng mà tí xíu nếu mà ngon sẽ ăn hết đó cả nhà. Mời cả nhà ăn với Mập nha. Ngon thiệt. Mì béo nữa nha. Xúc xích nè. Xíu. Xíu ngon. Xíu này mà mua 40 nghìn một lạng. Ngon thế nào. Mì này cũng cay dữ lắm á. Mì siêu cay. Giờ Mập nêm nếm lại. Chứ mì này thì nó thiệt là nó không có cay bằng mì Sâm Giang nhân 2 á mọi người. Cá viên phô mai. Ngon.
quá đã luôn. Hôm nay Mập được nghỉ, Mập rảnh lắm, Mập quay ban ngày đó nha. Rất là ngon luôn. Ngon quá. Cay quá nhỉ.
sặc cái đỏ con mắt hết trơn á nha. Rồi. Cái này á ấy nó chủ quen không được, nó hay bị sặc nó nốt thúc á. Nhưng mà quen là ăn nó hay hút hay hút á. Ngon thật sự luôn á. Chắc một chừa xá xíu rồi đó, một thơm một ăn, hoặc là mua bánh mì gì á. Chứ mà thấy ăn cái này là no rồi. Ngon thật sự luôn á, quá xuất sắc luôn. Bình thường á mà không ưng cái mì siêu cay này tại vì nó không có cay nhiều. Bữa nay mặc môi thử vậy á, một trộn miếng sốt thêm gian rồi này kia, bột ớt rồi thêm á, ăn cũng ok chứ bộ. Cái thứ mà ăn xôi đúng bạn. Quá.
nó xì xong ngứa rồi mũi. Đúng ngon. Xíu quá mà không ăn, không phải là không ngon nha nhà, mà là mập chừa, nếu mập mưa soi mập ăn thêm là mập ăn thêm được món như tối tối á, chứ ăn cái này á cảm thấy cái này nó muốn no rồi mà ăn sẽ thiếu nữa, giống như nó sẽ thừa thải ở trong bụng. Mình có thể mua soi vậy để xíu lên ăn. Nếu kiệm được một bữa cơm ở đây cái mì nó bị dụng. Bốn cái mì, 8 cây xúc xích. Nãy giờ mặt đếm sơ sơ là 8 cây xúc xích. Mình biết nãy để bao nhiêu cây. Còn một cái viên này nè cả nhà. Trời, nó muốn bằng nửa cây xúc xích luôn á. Bự. Nói chung hôm nay ăn nhiều thiệt. Xá xíu quá, mập mua nửa ký á. Mà ăn chắc cũng nãy giờ cũng 2 lạng rồi. Mập ăn mập thiếu nước mập chịu không nổi. Bởi vì cái bụng bự. Mất là chém à. Ăn nó cảm nhận nó ngon hơn bắp cải trắng á cả nhà. Không biết làm sao á. Tại là cái màu nó bắt mắt á. Xong thịt bắp
Lạ quá. Quá bro luôn. Nói chung với cả nhà, mì này á, thì tính ra nó dễ ngán thiệt, nhưng mà nếu mà ngon á, thì mình có thể ăn nhiều được, chứ không phải là nó ngán rồi mà mình làm ra cái ăn một hai đũa là nó sẽ không ăn được nữa. Nhưng mà nếu mà mình làm ngon thì nó sẽ quên cái ngán đi và sẽ nhớ là cái ngon. Còn nói chung á, thì hôm nay Mập mua xá xíu hơi nhiều, thì Mập ăn cái này nó cảm thấy no rồi, nên cái xá xíu Mập chừa lại Mập để một nữa mua xôi, tối nào mua xôi Mập ăn thêm nha. Còn mọi người cảm nhận về món ăn hôm nay sao thì mọi người bình luận phía bên dưới góp ý với Mập nha. Nói chung hôm nay đụng món nữa nè, hôm nay làm mì nữa nè. Mà nói chung Mập thích ăn mì, mì cay, nói chung mì cay Hàn Quốc đồ á, thì Mập thích ăn thiệt. Còn thôi thì bây giờ thì Mập đã ăn xong rồi, Mập kết thúc clip tại đây thôi. Nếu mọi người thấy món ăn hôm nay ok á, trình bày có đẹp mắt không, có hấp dẫn không, thì mọi người cho Mập một like và một đăng ký kênh nếu mà ai chưa đăng ký kênh nha. Còn bây giờ thì Mập kết thúc clip tại đây thôi. Hẹn gặp mọi người vào 6 giờ tối ngày mai nha. Bye bye.